Chợ Hoa Hồ Thế Kỷ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 2 năm 2022, một ngày trước lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2. Các quầy hoa đã bày biện công phu. Những bó hoa tươi đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khách thì chẳng thấy đâu. Lo ngại dịch bệnh COVID-19, mùa hoa lễ tình nhân năm nay ít người trồng bông hơn mọi năm, cộng với lượng hàng từ miền Bắc và Trung Quốc bị thiếu hụt, nên nguồn cung hoa khan hiếm. Giá hoa hồng bó 50 cây bán sỉ tại chợ đầu mối ngày thường chỉ dao động từ 70.000 đến 80.000 một bó, nay đã tăng đến 450.000 một bó. Nếu mọi năm, lượng hoa dành cho Valentine lớn hơn, hoa được bày bán tràn cả ra đường và khách đã rất tấp nập từ trước ngày lễ tình nhân, thì năm nay nhiều tiểu thương ngán ngẩm khi giá hoa tăng phi mã, khách vắng và tâm lý mua hàng có phần e dè do giá cả lên cao. Với cái mức hoa năm nay nó ra cao hơn với năm ngoái là một gấp đôi. Năm ngoái bó hoa tầm này nó chỉ có 200 đến 250 một bó, nhưng năm nay 450 đến 400.000 một bó. Có những bó đẹp nó bán tận 500.000. Còn cái loại hồng Omara nó còn bán 750 đến 800.000 một bó. Mà nói chung là cái giá cao quá. Đơn nên là cái gì nên năm nay kinh doanh nghe chừng thấy nó khó khăn hơn. Còn cái mục tiêu ra thì hôm nay đến ngày 13 rồi mà vẫn thấy cái mức tiêu nó rất chậm. Giờ này là đông lắm rồi mà hoa đơn treo là đầy nhà rồi, nhưng năm nay thì thấy nó chậm quá. Tại vì thường thường như các mọi năm anh nhập vào một ngày nó đến hàng 2-3.000 bông hồng. Nhưng năm nay anh chỉ dám nhập đến giảm một nửa, chỉ nhập đến 1.000 bông thôi, không dám nhập nhiều hơn. Ngày thường thì 70-80 nghìn, nhưng mà hôm nay thì nó lên tới 450 nghìn lận, hoa đắt lắm. Năm nay dịch nên cũng có ít người trồng hoa nên hoa nó hơi bị hiếm. Valentine thường thường là hoa hồng bán được nên hoa hồng nó lên giá nhất trong các loại hoa. Trái ngược với tình hình mua bán ở các chợ hoa, do chủ động được vì vấn đề nguồn cung, giá hoa ở các shop hoa ổn định hơn. Đồng thời lượng khách tăng đến 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Do nguồn cung hoa hồng khan hiếm, một số cửa hàng chủ động hướng khách hàng sang sử dụng hoa tulip, hoa mẫu đơn và một số loại hoa thay thế khác. Do mỗi năm thì là cứ rơi vào cái dịp lễ Tết Nguyên Đán của mình thôi, thì năm nay thì nó sau Tết Nguyên Đán của mình tầm 10 ngày. Do đó là cái tình hình mà khách đặt hoa thì nó tăng so với năm ngoái rất nhiều, tầm khoảng từ 20-30%. Do năm ngoái là trúng dịp Tết thì người dân của mình nó đi về quê là chưa có lên, thì năm nay là có một cái khoảng thời gian mà để chuẩn bị rồi, nên là khách cũng tăng nhiều. Tại do là bên công ty của em thì tự trồng, do đó là tụi em có thể chủ động được cái nguồn cung của tụi em, thì là đâu đó thì tụi em có nhập thêm hàng hoa nhập từ các như mỗi năm. Giá cả so hoa nhập mỗi năm thì nó cũng không biến động gì nhiều anh. Nó cũng tầm dao động từ hoa hồng nhập các màu thôi, thì dao động từ 50.000 cho đến 70.000 một bông. Ngoài hoa hồng, theo các nhà vườn, giá cả các loại hoa cúc, hoa lan cũng đang tăng gấp đôi so với tháng trước đó. Cúc lưới tại nhiều nhà vườn đang có giá 4.000 đồng một cành. Cúc chùm 25.000 đồng một bó. Theo các tiểu thương, giá hoa dự kiến ngày mai sẽ chỉ tăng nhẹ chứ không thể tăng quá mạnh, do mức giá hiện tại đã là quá cao.